Trò chơi con sứa diệu kỳ. Nguyên liệu cần có: bao tay, chai nhựa, kéo và nước. Để thực hiện trò chơi này, cô Quỳnh đã cắt bao tay ra và sau đó cho nước vào từng ngón tay, cột lại, tạo ra một con sứa. Để giúp các bạn có thể làm dễ dàng hơn trong trò chơi này nhé. Bây giờ các bạn cùng xem cô Quỳnh hướng dẫn thực hiện trò chơi này như thế nào nha. Bây giờ mời các bạn cùng xem các bạn nhỏ thực hiện trò chơi này như thế nào nha. Các bạn ơi, trò chơi này cũng rất là đơn giản. Các bạn có thể về cùng ba mẹ mình làm trò chơi này nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn với những video tiếp theo. Bye bye!